Đi ra ngoài cứ đi ra ngoài tất cả kênh mưa làng yên giang coi
rồi nha. Đi qua ơi, dỗ chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Tao bị im lặng thôi, dám kể à? Bữa nay cái lời anh
Mẹ đi cái gì đâu, tao thích kêu mà là hút bồn cầu lại rồi đó. Nhưng mà nào mà tao thọt lấy cây tao thọt thọt là mình thấy gì đâu, không có đường nào đi vô hết vậy. Rồi móc ra cái keo chao ngủ quá nhau. Dao nó nằm mấy cái nước nó có lấy mà cứu được không gà là lấy gà dao lên rồi nó cứu ngụm hết trơn luôn mà mẹ mỗi lần là cứu cái gì đó để hay dội không ăn không nước tốt thì nước không thì nước đổ vô nha. Lúc đó nó tốt, ngồi xung xe hết trơn. Không biết nào tài biết xài hết trơn. Phải... Bữa con mua cây là bẩn. Sầu. Sầu nó thấy ghê luôn. Ngủ lên phòng tôi ngủ đi. Sầu ngủ nào? Qua đây hôm nay qua... Đi qua. Ngủ đi. Ngủ cái xe, ngủ cái xe. Mày đâu? Để mời cái mình đi chơi xe. Mình đi cho Noel hôn qua đây đi nhậu với uống bia nó cắt cắt miếng rồi nó bỏ vô trong bia thơm. Thấy non với già gì. Nghe bà điên nha. Thấy là ngủ của nó đó giờ chẳng ngủ mà ba kia nó bắt về được. À. Ủa chứ cái kiểu mà nó không ngủ mà cũng không có về được á. Nhầm, nhầm mấy con ngồng này uống giống có con đường mắm không vậy? Nó chết mà thôi. Sát mặt coi nè. Coi á, cầm tô hồng có đưa sát mặt coi nè. Con đi đưa, đi đưa. Còn chiên đồ á, đưa sát mặt cái vô coi đồ nổ sao. Má rồi, chiên chết kem tạo hổ nổ ai. Uống này uống nước, uống nước đường cái gì đâu. Cái em nhớ trên trên cao nữa là suốt nước không muốn nước vô ờ tàu hủ gấp liền vô để phần nữa thôi chừng lấy được đi chừng để á không giờ thằng bòi nó gừng liền nó liếm nó chừng nè thanh cái kiểu uống nhớ nước đường cái gì đâu uống ga gì đâu không thơm mùi rồi mà không mùi đông á. Mượn ông xếp xịn lên men như mùi má nó lên nó chọt đi định lớn hả quỷ nhỏ diễn tả thì muốn hả tao tao chỉ có lụa có lượt thì khi đó nấu xong có ăn tăng thành lực thêm đứa nữa đã đi hai chè rồi ăn ăn muối không hải hả. Ừ. Tụ tập tổ chức để tồn được tụ tập tổ chức để tồn được nhà này vậy là tụ tập lên á quá mẹ rồi bắt nó phạt nữa chỗ cá thương nhất không bắt mà dọc mấy người đi giữ mấy quan nhất là mấy con mồi sợ mấy con sập lên mà quay mấy hàng nhiều quá nay bệnh lợn hùng dương hút ở chợ Mỹ Phước hai bả đó mà bệnh
Mấy cà phê liền lượng cái bên những phía đây đó. Ở đây cái bên cùng hẻm đó là nhà những mẹ dân người thiên ra thì vậy. Vì chị nhẫn rồi chị cái nhìn rồi chắc là bữa mình đi quay mấy bữa trước và bữa bánh không thấy quay quỷ thầu thấy mà để mà hình như còn thở giữa khách không. Mười tháng nữa chồng mấy ông xét nghiệm thôi cái ông nội này bận đồ bảo hộ ông chạy đi về rồi bây giờ chạy ra thấy nghi nghi à có nhiều chuyện đi qua hỏi dính là thấy gì bận đồ bảo hộ chạy về vậy thấy là rồi gian muối ngon hơn người thay đồ bảo hộ đi rồi vô ông vừa chạy về xong đây là bắt đầu nấu ngồi xả nấu nước xong xong cái phòng tập thể giống mà cái mùi khó chịu hơn cái mùi mà mình sống nhà nhiều mũi mùi đó đúng kiểu cái mùi bị bệnh luôn á. Lấy nồi cơm điện á là để vô đó đâu bữa giờ tụi con lấy nồi lẩu nhỏ tôi cũng xong á nó sôi hoài. Ở mấy năm trước đi Gạch Giá giống rồi nó để thả trong cái nồi cơm điện á có quạt thổi phà cả cái nhà tôi chỉnh cho cái miếng vải bự đó cắt rồi mày cắt cái miếng vải thò cái đầu ra ngoài rồi phần dưới để xong đỡ rồi cái quạt máy nó vô cái mình để nấu xả mình đổ vô cái thùng đó mình bắt lên banh cái quạt luôn nóng quá banh cái quạt luôn cháy lắm cái trong cái cơ thanh để cho nó không hút được không trong cái chuyện hút không trong cái chuyện hút lên trong cái chuyện hút đời em được để đi nó để nó làm lại lẩu cho nên mấy đứa đi rồi mấy đứa nít lên lẩu hết rồi còn ở đây mấy đứa nít bự mấy đứa nít nhỏ lẩu hết rồi đó thả ra cho con héo đi chơi Noel chút đi hả chưa ba chút sáng hơn đó chứ ba đi ăn chàng là bạn nhau ba chín mươi hai là anh trang chín mươi chín mươi một tuổi chích hơi gan luôn mà trước sau cũng phải chích bữa nay đi lòng vòng bữa chích mũi đầu hỏi nó chạy vậy ở dưới ấp chứ còn ấy nó thì chàng chưa có thì cho anh hay ưu tiên cho mấy người lớn tuổi rồi có công rồi này kia thì thôi ra cho chức con gái luôn đi hành không à bà không ai ăn cua lòng nhẹ lắm hành xong cái bà đó dính phải chích ba mũi nữa con gì nó cũng có đông nhà bốn buổi con nghe hồi hồi mà tao quên mấy cái lá chút kia để cho nó đỡ con kia cũng có lông thôi nhà bệnh là mũi là nữa cái gì từ từ thở nữa trời ơi ai ông giờ sửa chưa Trang? Thôi Dung Nguyên mày nghĩ sao thôi phòng giờ sửa đâu phòng 4 vậy? Xuống dưới mày đừng có giỡn kiểu đó coi nó đang quạ một bi á kìa tưởng mình làm sao kìa cái này nó thay đổi người ta hoài luôn chứ không có cam không? Mà giờ này không có cam được sao? Không có cam thì mày năm đầy ngủ được vừa lắm mẹ mày vừa lắm vừa. Cái quậy hả? Ai chơi đâu cái quậy? Quậy cái gì? Hôm nay lót ghế phải không đèn âm thanh. Rồi mấy cái điện thoại đâu rồi? Điện thoại màu hồng mới đây đâu rồi? Nè sao luôn nè.
Thế gì vậy? Mày đưa xuống lựa nhà. Mary chip mệt phải không? Được phải sao rồi? Có tiền thì mệt trời. Cho gì ăn được một miếng? Thì tương. Sợ quá vậy? Nó sợ ta. Mở đèn lên.
sữa con. Hai muỗng sữa con. Con có quà lá, con uống trà sữa nó xì đánh liền. Mình còn trà sữa bự nữa. Thôi, nè.